Kính thưa quý vị và các bạn, những ai quan tâm đến tính an toàn cho căn nhà yêu quý của mình sẽ thường lướt qua những gian hàng thực và gian hàng ảo để xem những sản phẩm công nghệ, đặc biệt là sản phẩm công nghệ cao. Có thể hôm nay mua một bộ camera quan sát để theo dõi giám sát nhà từ xa, hôm khác mua con robot thông minh lau nhà, hay nồi điện thông minh nấu được nhiều thứ. Nhưng mà mỗi thứ mua về, dường như chúng còn rời rạc, chưa kết nối được với nhau để chủ nhà điều khiển chung một ứng dụng. Với giải pháp nhà thông minh ra đời, chắc chắn sẽ giúp cho gia chủ sống tiện nghi hơn rất nhiều. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán giả trong mục Công nghệ số ngày hôm nay. Lần đầu tiên tại Vĩnh Long xuất hiện mô hình ngôi nhà thông minh công nghệ Việt. Ngôi nhà được set up đồng bộ từ ngoài vào trong. Các vật dụng trong nhà, nếu là thiết bị điện tử, đều có thể được tích hợp vào hệ thống, điều khiển qua app hoặc trợ lý ảo là loa thông minh. Thực tế, đây là sự tích hợp của các nền tảng công nghệ như Big Data, IoT, AI để cho ra đời sản phẩm thông minh hữu ích này. Đây là một sản phẩm được những khách hàng am hiểu công nghệ số quan tâm. Đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao. Nhu cầu trang bị cho ngôi nhà vừa đẹp, vừa an toàn và thông minh cũng đang là xu hướng của xã hội. Điều ấn tượng ở đây là công nghệ lõi đều do người Việt làm chủ. Trên nhiều phương diện, tuy chưa phải là quá hoàn hảo, nhưng nó cho chúng ta suy nghĩ về một tương lai ứng dụng công nghệ số của người Việt ngày càng phổ biến hơn. Trước tiên thì anh có thể nói cho em biết là điều gì đã khiến anh hào hứng với giải pháp ngôi nhà thông minh này ngay tại thị trường Vĩnh Long? Thì thị trường của về smart home, nhà thông minh tại Vĩnh Long là nó còn rất là màu mỡ, còn rất là lớn, tiềm năng rất là cao. Và cái nơi để cho khách hàng để trải nghiệm cái sự thông minh của ngôi nhà là chưa có. Cho nên là tôi mạnh dạn đầu tư để cho khách hàng có một nơi trải nghiệm. Anh Phúc có thể nói rõ thêm một chút về cấu trúc cũng như là hoạt động của ngôi nhà này. Cấu trúc hoạt động của ngôi nhà, nhà thông minh thì nhà thông minh bao gồm là có cái hệ thống là điều khiển trung tâm. Hệ thống điều khiển trung tâm này sẽ được kết nối tới tất cả các thiết bị gồm công tắc thông minh, cảm biến thông minh về cái máy trung tâm, sau đó đưa lên máy chủ ở tại Việt Nam, ở Điện Quang để xử lý. Đây là bộ điều khiển trung tâm của ngôi nhà, là trái tim của ngôi nhà, sẽ kết nối tất cả các thiết bị về công tắc, về ổ cắm, về thiết bị điều khiển hồng ngoại của ngôi nhà. Thiết bị điều khiển hồng ngoại sẽ chi phối tất cả các thiết bị có hồng ngoại ở trong ngôi nhà của mình, như là TV, máy lạnh, máy quạt chẳng hạn. Vậy thôi, bây giờ mình thực hành ngay luôn đi anh nhé, để em cũng như là quý khán giả được hiểu rõ hơn về ngôi nhà thông minh này. Vậy thì anh xin mời Vi vào phòng ngủ trải nghiệm. Thì phòng ngủ là cái nơi mà anh đã set up đầy đủ về TV, máy lạnh, rèm cửa và quạt ở trong đó. Xin mời Vi. Rồi, anh xin giới thiệu em phòng ngủ. Vi ơi, thấy không? Vừa mở cửa là đèn sẽ tự động sáng, yeah. Rèm nó sẽ tự động mở ra. Mời Vi vào. Ở đây ngoài mình điều khiển bằng app điện trên điện thoại ra thì mình còn điều khiển bằng giọng nói. Mike ơi. Có em. Mở TV phòng ngủ. Yêu cầu của bạn đã được thực hiện. Mình vừa thực hiện câu lệnh là kêu Mike mở phòng TV phòng ngủ thì TV sẽ tự động bật lên. Mike ơi. Dạ. Tắt đèn ngủ. Mình đã thực hiện yêu cầu của bạn. Mike ơi. Vâng. Mở đèn phòng ngủ. Thiết bị đã được hoàn thành công. Khi mà mình muốn cái kịch bản của mình, giả sử như là mình muốn xem phim, dạ, thì mình sẽ có cái kịch bản để set up là khi nói xem phim xong là bắt đầu những cái đèn nào mình cần cho tắt thì nó tắt, đèn nào cho mở thì nó mở. Mike ơi, mở màn phòng ngủ. Yêu cầu của bạn đã được mở. Vì thế không? Mình không phải là đi ra để mình kéo cái rèm nữa. Quý khán giả cũng có thể thấy là đối với một ngôi nhà thông minh như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian bởi vì sự tiện ích của nó, và đặc biệt là trợ lý ảo này đã giúp cho chúng ta là có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau những giờ làm việc thật là mệt mỏi. Với hệ sinh thái khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ số tại Việt Nam hiện nay,
có nhiều đơn vị sản xuất thiết bị phần cứng, phần mềm đã và đang hợp tác cùng nhau cho ra đời những giải pháp công nghệ ngày càng tối ưu cho người dùng. Giải pháp nhà thông minh công nghệ Việt đang là giải pháp thiết thực phù hợp với người dùng Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình chuyển đổi số của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.